Xin kính mời quý cha, quý dì, quý chức và toàn thể cộng đoàn cùng thưởng thức tiết mục khúc hát Giáng sinh do bé Hoàng Phúc trình bày với tâm tình Giáng sinh về, trời đất reo vui, mọi dân đàn hát, tung hô, cảm tạ Thiên Chúa đã yêu thương con người. Xin chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật là lớn dành cho bé Hoàng Phúc. Xin cảm ơn bé Hoàng Phúc rất là nhiều. Mời bé trở lại nha. Nữa vậy. Đây đây bé 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 nán lại sân khấu rồi, xíu ha. Xin lên đây, xin lên đây, xin lên có đây. Thể nói đây là một diễn viên nhỏ tuổi nhất trong cái đêm văn nghệ ngày hôm nay. Chúng ta sẽ dành một vài câu hỏi cho bé. Ai là người đăng ký cho bé lên đây hát nè? Mẹ con. Đà mẹ hả? Mẹ. Và bài này bé tập lâu chưa? Rồi. Rồi hả? Bao nhiêu nè? Bao nhiêu lâu nè? Một tháng không? Không. Không, vậy là lâu là ba tháng không? Không. Vậy là một tuần hả? Dạ. Rồi, vậy một tuần, theo bé một tuần là lâu rồi đó quý vị. Và có thể nói rằng là đây là một giọng ca bé nhỏ như vậy mà hát như vậy là đã quá tốt rồi. Xin mời mọi người hãy cho bé thêm một tràng vỗ tay nữa ạ. Và ngày hôm nay là ngày Giáng sinh cho nên là bé có một lời chúc gì đặc biệt dành cho quý cha ở đây nè, quý sơ, quý hội đồng mục vụ và toàn thể cộng đoàn không? Có. Rồi bây giờ mình có thì chúc đi nè. Chúc Thiên Chúa hãy mang cho con nhiều sức khỏe, học giỏi, nghe lời ba mẹ, cô giáo, ăn nhiều. Nãy giờ bé toàn là xin Thiên Chúa cho mình không à, nhưng bây giờ bé có chúc cho cha nè, cho tất cả mọi người được bình an không? Đang suy nghĩ. Không, nhưng mà Hồng Khang nghĩ là trong lời cầu nguyện của bé là mong cho bé học giỏi, ngoan ngoãn,
cũng chính lúc đó các bé đang cầu nguyện cho tất cả các bạn nhỏ ở đây cũng giống như là bé Hoàng Phúc của chúng ta. Xin cảm ơn bé Hoàng Phúc rất là nhiều nha. Có một dì tặng hoa cho Hoàng Phúc nè. Rồi, cảm ơn Hoàng Phúc rất là nhiều nha.